Colombia đối đầu với Chile ở tứ kết Copa America. Đây sẽ là trận đấu hấp dẫn và căng thẳng nhất ở lượt đấu này của giải bóng đá vô địch Nam Mỹ. Thống kê phong độ, tỷ lệ kèo đấu, đội hình ra sân của cả hai đội Colombia và Chile. Link trực tiếp trận đấu ở dưới phần mô tả video. Nhận định chung, giành chiến thắng 1-0 trước Paraguay, Colombia đã kết thúc giai đoạn vòng bảng đầy thành công tại Copa America năm nay với chiến tích toàn thắng, ghi được 4 bàn và không một lần để lọt lưới. Với kết quả ấy, thầy trò huấn luyện viên Carlos Queiroz đã xuất sắc có được tấm vé vào tứ kết với ngôi đầu bảng B. Ở vòng đấu tới đây, đối thủ mà Colombia sẽ phải chạm trán sẽ là Chile. Mặc dù đã có màn trình diễn tốt trước đó, tuy nhiên trước nhà đương kim vô địch của giải đấu, đây chắc chắn sẽ là thử thách không hề dễ dàng. Cần biết rằng, dù có thành tích toàn thắng ở vòng bảng, thế nhưng những đối thủ mà Colombia phải chạm trán vừa qua rõ ràng khác xa với Chile. Hơn nữa, mặc dù lúc này trên bảng xếp hạng FIFA Colombia đang xếp trên Chile 3 bậc, thế nhưng khoảng cách đó không nói lên chính xác thực lực của hai đội. Chưa kể ở những lần đụng độ trong quá khứ, Colombia thường không nhận được kết quả tốt trước Chile, đặc biệt tại đấu trường Copa America, họ đã thua tới 8 và chỉ thắng 2 sau 13 lần chạm trán. Không những thế, như đã nói ở trên, Chile cũng đang là đương kim vô địch của giải đấu, và cách đây 3 năm cũng chính họ đã tiễn Colombia về nước sau chiến thắng 2-0 ở bán kết. Vì vậy xét về vị thế, thầy trò huấn luyện viên Reinaldo Rueda mới là những người đang xếp cao hơn. Thêm vào đó, màn trình diễn từ đầu giải của Chile là cũng chẳng hề kém cạnh so với những người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Ở vòng bảng, với hai chiến thắng liên tiếp trước Nhật Bản và Ecuador, Chile đã có vé đi tiếp. Vì thế kết quả họ để thua sát nút 0-1 trước Uruguay ở lượt đấu cuối không phải điều gì quá tệ hại. Thậm chí với một đội hình đã cất bớt các trụ cột trên băng ghế dự bị mà vẫn kiểm soát được thế trận và cũng chỉ để thua ở những phút cuối cũng đã là thành công với thầy trò huấn luyện viên Reinaldo Rueda. Như vậy, xét trên mọi khía cạnh, Chile mới thực sự là cái tên cho thấy sự trội hơn ở cuộc đụng độ tới đây. Thế nhưng trên sàn giao dịch châu Á, việc Colombia được xếp ở cửa trên với tỷ lệ -1/4 cùng điểm bàn thấp hơn lại đang đem đến những tín hiệu không mấy lạc quan dành cho thầy trò huấn luyện viên Reinaldo Rueda. Cần biết rằng, ở lần đụng độ cuối cùng, mặc dù Colombia được xếp ở mức chấp hòa, thế nhưng đó là thời điểm họ được chơi trên sân nhà. Còn lần chạm trán gần nhất ở Copa America, Chile mới là những người được xếp cửa trên với mức chấp 1/4. Xét trong bối cảnh hiện tại, rõ ràng diễn biến này đang giúp cho thầy trò huấn luyện viên Carlos Queiroz mới là những người đáng tin cậy hơn ở trận đấu tới.